Vâng, dạ xin chào các bác và anh em nhé. Em là shop Quạt Lửa đây. Trong video này tiếp tục lên và giới thiệu cho bác về 6 cái mẫu laser được anh em sử dụng khá là nhiều các bạn đấy. Trong đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng mẫu và báo giá công khai cho anh em để các bác và anh em cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu laser phù hợp nhất các bác nhé. Đấy, đây đều là những cái mẫu laser xịn sò nhất trên thị trường, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm các bạn, dùng bền bỉ theo thời gian đấy. Thì trước khi đi giới thiệu về laser, em sẽ giới thiệu về các bác những cái viên pin dự phòng các bạn đấy. Đây, hôm nay thì em sẽ lên và giới thiệu cho bác về hai cái loại pin nhé. Đây, viên pin thứ nhất em đang cầm trên tay, cái viên pin này là dùng cho laser đầu đạn này đấy, laser đầu đạn. Còn laser ống, laser đại bàng thì cũng dùng pin to các bác nhé. Đấy, khi nào các bác mua hai laser sẽ được tặng theo một quả pin như này nhé, được tặng theo một quả pin. Không thì các bác mua pin dự phòng nhé, em bán lẻ cho bác 50.000 một quả. Nếu các bác nào lấy hai quả trở lên, hai cái pin này nhé, bác nào lấy hai cái pin này thì giá sẽ là 90.000 hai cái, lẻ thì 50.000 thôi nhé. Đấy, một quả một cái pin thì 50.000, hai cái pin 90.000 các bác nhé. Đấy, bác nào mua hai laser sẽ được tặng miễn phí một quả pin. Đấy là quyền lợi của anh em khi mua hàng của shop trong ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, bây giờ thì đến với phần chính nhé, không phải để anh em và các bác chờ đợi lâu. Em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái mẫu laser xịn sò nhất em đang bán cho bác này, từ mẫu rẻ cho đến mẫu đắt các bác nhé. Đấy, đây trên tay em đang cầm con laser này, laser đầu đạn tia đỏ các bác nhé, laser đầu đạn tia đỏ này. Con này sẽ có dây 11 và dây 20 các bác nhé. Đấy, laser đầu đạn tia đỏ có dây 11 và dây 20. Con này dùng pin, đây pin như này các bác nhé. Đấy, hết pin anh em lại sạc, rất chi là tiện. Đấy, anh em mua con này các bác cứ dùng mút chỉ cần câu, không lo hết pin, hết mình lại sạc, vì trong này nó có theo một cục sạc, một đuôi chuột, một cái kẹp nòng và cái này là kẹp dây các bác nhé. Đấy, các bác nào chờ, ví dụ các bác đi chơi đêm ấy thì các bác nên lấy tia đỏ nhé. Các bác tia đỏ các bác chiếu đêm nó không bị chói là cái nhất. Cái thứ hai là ban đêm các bác dùng tia đỏ thì nó chiếu sẽ được xa và sáng. Đấy, tia đỏ em báo giá công khai cho em là 280.000 coi nhé, 280.000 laser đầu đạn màu đỏ nhé. Đấy, còn bác nào mà chơi ngày thì các bác nên tham khảo qua cái em laser đầu đạn màu xanh, phụ kiện nó giống con đỏ nhé. Đấy, này các bác nhìn này, màu xanh các bác chơi ban ngày, vì sao? Vì ban ngày nó có ánh nắng mặt trời, các bác không thể dùng được tia đỏ ạ. Tia đỏ nó sẽ bị triệt tiêu ánh sáng khi các bác dùng ban ngày, nhưng các bác dùng ban ngày các bác dùng cái tia xanh ấy thì nó sẽ không bị triệt tiêu ánh sáng, nên các bác có thể soi được xa nhé. Phụ kiện nó cũng giống con laser đầu đạn màu đỏ, bao gồm kẹp dây, kẹp nòng, sạc, đuôi chuột. Đấy, con này tia xanh thì là 320.000 giá yêu thương cho anh em nhé. Đấy, 320.000 laser đầu đạn màu xanh này các bác này. Đấy, còn bác nào lấy ra laser đầu đạn màu đỏ thì là 280.000 các bác nhé. Đấy, em giới thiệu đến loại nào em báo giá công khai cho anh em luôn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác cái mẫu laser ống to này. Con này thì ví dụ bác nào thấy con laser đầu đạn này cường độ ánh sáng nó nhỏ á, không thích, mình có thể lấy sang con này nhé. Đây, con này cường độ ánh sáng lớn hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, chống nước luôn các bác nhé. Khi các bác nào chỉnh thì các bác xoáy cái nút này ra, chỉnh xong các bác xoáy vào, đấy, chống nước cực kỳ sang xịn mịn đúng không. Con này thì phụ kiện cũng bao gồm sạc nhé. Con này pin thì nó dùng pin to như này các bác nhé. Đấy, hết pin anh em lại sạc, ok chưa? Vì con này là hiệu suất cao nên nó phải dùng pin to hơn, nó mới chống được cái thời tiết này các bạn. Đấy, con laser ống to giá công khai cho anh em tia đỏ là 320.000 nhé. Bác nào đi đêm các bác lấy tia đỏ thôi rồi, đỉnh của chóp các bạn. Đấy, đây bây giờ 320.000. đây, còn bác nào đi ngày các bác nên lấy tia xanh nhé. Tia xanh này, đây các bác nhìn này, ánh sáng mạnh chưa, cực kỳ là khét đúng không các bác, khét nền nẹt luôn. Đấy, con này tia laser ống màu xanh nhé, laser ống to màu xanh có hai núm chỉnh, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, chống nước. Cái mẫu này thì em đang bán là 350.000 các bác nhé. Đấy, bác nào muốn con laser ống to màu xanh này, các bác chỉ cần bỏ ra 350.000 thôi, sở hữu ngay một cái mẫu laser sang xịn mịn nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Đấy, nếu mà cao cấp hơn thì em lên cho bác con laser này đang đứng top 1 các bác nhé. Đang đứng top 1 vì sao? Có đèn này, có laser này. Đấy, các bác mua một laser được thêm một cái đèn, ok chưa? Đấy, con này thì đây laser đây các bác nhé. Đấy, laser này em bật đèn này, đấy các bác nhìn thấy đèn sáng chưa, quá sáng so với quy định đúng không. Con này cực kỳ là khét luôn các bác này. Đấy,
Thì cái mẫu laser đại con này là gọi là laser đại bàng các bác nhé, laser đại bàng tia đỏ thì là để cho anh em giá yêu thương nhé, 430.000 các bác nhé, 430.000 laser đại bàng tia đỏ. Còn bác nào muốn laser đại bàng tia xanh đây nhé, đấy ví dụ đây tia xanh đây các bác nhé, đấy lưu ý các bác lưu ý cái loại này pin đều sạc được hết nhé, đấy đèn pin này, đấy các bác thấy sáng chưa, quá sáng đúng không? Con laser đại bàng tia xanh này thì giá là 450.000 các bác, để cho các bác giá yêu thương, mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Cam kết các bác mức giá rẻ nhất trên thị trường, đâu rẻ hơn các bác tìm thấy chỗ nào rẻ hơn em lại tặng cho bác một cái laser, ok chưa? Đấy thì em báo giá lại cho các bác nhé, để các bác cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một mẫu laser phù hợp nhé. Đây laser đầu đạn màu đỏ này giá là 280 nhé, 280 thôi. Laser đầu đạn màu xanh là 320, laser ống to đỏ là 320, laser ống to xanh là 350, laser đại bàng màu đỏ là con này là 300, laser đầu đạn laser đại bàng màu đỏ là 420 nhé, 430, con này 430 bao ship các bác này, em báo nhầm xin lỗi các bác nhé từ đầu giờ. Còn con laser đại bàng xanh là 450.000 đấy. À, tinh cái mẫu này em cam kết các bác trên thị trường người ta đang bán chênh lên khoảng vài chục cành các bác đấy, thì em bán cho các bác mức giá này là tốt nhất trên thị trường rồi. Cái này đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Bác nào muốn mua laser thì vui lòng gọi điện này, ngay đến hai đầu số này của số các bác mua hai laser tặng một quả pin. Còn nếu các bác nào muốn mua thêm pin rời thì 50.000 một quả, các bác mua hai cái pin này 90.000 nhé, đấy giá dao động từ 50.000 đến 90.000 đấy. Và bây giờ em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác theo dõi video. Bác nào đang xem video mà thấy hay thì hãy cho em một like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Và bây giờ xin chào các bác.